liệu farm thánh di vật ở cấp khai phá 40 có đáng hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì mình đã farm 2000 điểm khai phá ở con đường ngự trị khu vực xâm thực, nơi có set lượng tử và thiết vệ, hai set có thể coi là đa dụng nhất cái game này. Để xem coi là 2000 điểm khai phá mình bỏ ra nó có bị phí hay không, hay là mình sẽ được những cái set như mà mình mong muốn, chứ không phải là mình nghiện farm thánh di vật đâu ha mọi người. Mình cũng sẽ làm thêm một cái như vậy y chang nữa ở cấp khai phá 50 để có thể so sánh giữa hai cái. Nên mọi người hãy coi video này để xem coi liệu farm ở cấp độ này đã đáng hay chưa nha. 34 nha, mình sẽ tài 34 nha. 2000 nhựa, 2000 nhiên liệu, 2000 điểm khai phá để mà ok. Khuyến cáo lần hai là do nó bị nghiện, mình cũng không khuyến khích nó, mình đã cản nó rồi các bạn ạ. Vậy ông nào vote có trong cái bài mình hỏi người ta? Có là do ủng hộ mày thôi. Ok, cái đầu tiên là set của chim chê mọi người. Một cái áo. Ai? ok, mạnh. Ok, lần thứ hai chúng ta có tiếp tục set của chim chê, ngon. Thân thử không? Hành trình của chúng ta chính thức bắt đầu. Ok, lần thứ ba. Ồ, cũng set của một set... cái giày. Ây ây chà, mày giày tóc mày chẳng ngon hơn không nữa chứ. Ok, ồ, lại một cái giày. Giày này tấn công đi. Hay. Ồ, nón. Ấy cũng được nhờ. Cộng một cũng được nhờ. Ê, giày nữa rồi. Tại giày này. Giày tấn công. Ê, hình như sao ra toàn... Tạm. Được, tạm được. Nhưng mà tốc độ anh thôi không thích lắm. Ừ. À, chính xác hiệu ứng. Bỏ. Để tạm xài hả mọi người. Xài tạm. Rồi cái này tỷ lệ tấn công kích phá là gì ta? Kể tiếp đi. Thiếu tỷ lệ quá mà. Các thương bảo tấn công. Giữ tạm, để tạm đi. Đó, thấy bắt đầu hành trình, nó bắt đầu gian nan chưa? Rồi. Dạy tấn công. Lại dạy. Dạy tấn công này. Thử. Này để sau các. Này cút. Ừ, rồi cút. Cái này thì không giữ luôn. Mình có cái này nó còn đỡ hơn. Ok, lần này là gì đây? Ok, set khác rồi cuối cùng. Cái đồ này là cần HP đúng không? Em nói gì? Nó là chân, nó là cái giày á. Giày thì mình cần tóc. À ok. Chị chịu. Ok, vẫn thiết về báo tuyết. Được. Với cái tầm của một thiết bị báo tuyết này thì được. Ok, được. Đó, quay lại, chúng ta quay lại với lại xét lượng tử. Và chúng ta rời khỏi xét lượng tử. Thật ra là cũng được. Cũng được hơn. Tại vì chúng ta... Game này qua game kia, hai dòng phòng thủ chưa bao giờ là tốt. Ừ, nhưng mà nó có một dòng tỷ lệ nên cũng suy nghĩ được. Mày còn một cơ hội. Rồi, em suy nghĩ lại. Chứng minh bản thân thì mày còn một cơ hội á. Tỷ lệ. Đó. Em tôi. Tỷ lệ. Em tôi. Luôn. Tỷ lệ. Ok. Em tôi 15 luôn. 10 tỷ lệ luôn. Hoặc là 10 phòng ngự. Tỷ lệ. Ok, ít ra là nó có 8 mà mình xài được ha. Ok. Chúng ta có thể bỏ cái này để làm food. Ok, một đồ xài tạm đầu tiên. Ok, ta có lại một cái giày nữa. À, chịu quá, cái giày này chịu. giày nè đúng không? Một cái giày. Nữa hả?
Nói về HP thì... Thì sao? Cũng được, nhưng mà ý là cứ giữ thôi, nhưng mà nó không cần, không... Tức là hiện tại em chưa cần một con nào có cầm giày á. Ok. Nào. Tay. Tay lại thường là cái gì? Tay. Tay thường là chỉ số gì? Tay là... tấn công. Flash hả? Flash, flash tấn công ở trên. Vậy double crit ở dưới nè, double crit nè. Mắng. Bỏ. Ok ok. Ê, áo. Áo tỷ lệ bạo nè, đúng không Hưng? Tỷ lệ. Đó thì thấy chưa? Đó. Mình lấy tạm cái này để ừ. cho nó đừng. Tại tạm liền, nâng liền luôn. Tại tạm đi. Cho nó đừng có hụt như thế nữa. Nè, yeah, giờ cổng này vô. Không có sát thương. Kệ. Kháng hiệu ứng cũng được. Em là nữa. Chỗ gì? Tấn công. Ớ, tấn công flash thôi kệ, xài tạm cũng được. Tính giết đỡ hơn không có gì. Rồi, HP. Mọi thứ một dầu mà hay nè. Lại một cái giày nữa. Lại là giày. Giày tóc đi. Hắn. Ok, giữ liền, giữ liền, giữ luôn. Cái này cái gì đây? Ok, ok. Cái này cái mũ hả? Đúng không? Ừ, cái mũ. Vậy thì cho dòng tốc độ ở dưới đi ha. Wow, tin vui là men cầm được. Ừ, đúng rồi, men cầm được, hợp lý, vậy vẫn khoái được. Và... cái này là cái gì đây? Ok, một cái nón của... Nón thì double crit đi, double crit. Đây, bỏ. Đây. Tay à. Một cái tay. Tay là cái gì ta? Tay là tấn công. Flash đó hả? Nói vậy cứ tốc độ đi ha. Khoan, gì đây? Này ai xài? Con nào xài cũng được hết á. Trời ơi. Tính là mình chưa có cái càng, chưa có cái tay ở trong đời luôn. Cái này cái crit ray, crit down thì hơi ảo à. Ok. Chắc chắn là vậy rồi. Cái áo. Áo thường là cái gì sát đây? Sát thương bạo. Tỷ lệ bạo. Ừ, sát thương thì sát thương. Sát thương. Thì sát thương. Cái gì vậy? Ghê bạc. Cái hiệu ứng đó. Ghê bạc. Cả ghê bát với men đều cầm được. Ừ. Nhưng tại sao nó lại có thiệt? lên một lần cộng đi. Đào. Nó đã HP lần 2 này. Ồ cũng được. Được. Ê vô khoan để tạm xài được cảm ơn rồi, để cho men cạp, để cho què cầm đi. Ủa chuyên chơi hả hay là hay à, đứa nào không cầm được, kể cả những DPS mà cả những carry mà quan trọng là chỉ số mà mày phải crit đi. Ok cũng được rồi. Có tốc độ được rồi. Quan trọng tốc độ. Rồi để cho... Ok. Một cái hoạt. Phòng thủ. Quên đi. Phòng thủ phần trăm, phải không? Về mặt chính xác, về mặt này là gây bạc lẫn. Nhớ cho gây bạc đó thì được. Thì đó được. Hết, cả phòng thủ chính xác hiểu. Ok, thêm một cái hoa nữa. Gọi là cái hoa chứ là cái nón. Ok, cái này thì bỏ ra. Cái đầu. Cái tay này. Một cái tay. Bỏ này. Bỏ này, ừ. Lại một cái áo này. Cái áo này. Ê, từ khoan. Phòng thủ dòng anh chính xác lắm chứ. Thì đó là áo phòng thủ nha, nó anh vui nó là áo chính xác hiệu ứng, cái dòng phòng thủ hơn. Ý nói là ủa, cái này chính xác hiệu ứng hả? Nó nên là áo chính xác hiệu ứng dòng phòng thủ thì nó sẽ hay hơn. Nói kệ sao cũng được, nói chung cũng được. Lại một cái tay. Lại một cái giày. Không, cái này thôi. Ai. Không. Nổ này. Mạnh với liền này. Rồi con này cần crit gì vậy?
Nó còn kháng mà. Ủa sao 2 HP nè, thằng này không để ý lắm. Rồi đó để tạm này. Full chính xác hiệu ứng này. Mà tại sao nó tỷ lệ bạo này? Ừ, tại sao ấy? Ê, ông Hưng đi rồi, giờ mình mới ra đồ ngon được nha. Mình lén lén xíu mọi người. Đó. Chính xác hiệu ứng nè, hợp lý chưa? Ổng đi rồi mình mới giả bộ, mình hồi nãy mình giả bộ mình yếu yếu thôi. Ok, giày. Chúng ta có một cái giày lượng tử. Để giày tấn công nè. Xài được tạm không? Chắc xài được tạm á mọi người. Lại một cái áo. Phòng thủ thì rất tiếc là không nha. Nếu mà nó HP cái tốc độ nó ngon nè. Nó HP cái là ngon rồi. Hơi tiếc. Giờ tới một cái nón. Coi, đó một crit không? Nè. Sếp này nó không có ra nhiều crit lắm mọi người. Buồn á. Ok, lại một cái nón nữa. Giờ nó sẽ cho đó một crit nè mọi người. Đó một crit nè. Ok. Chịu. Ok, giờ tới một cái giày. Cái giày thì tốc độ hoặc là mình nghĩ là cái giày cho tấn công phần trăm double crit thì nó sẽ ngon nè. Được rồi. Phòng thủ. Double phòng thủ, mình cứ nói double crit nó sẽ ra double phòng thủ. Được cái nó có chỉ được cái duy nhất nó có thì nó có xíu tốc độ thôi ha. Một cái giày. Giày tấn công double crit nè. Đủ tốt, xài được, có tỷ lệ là được. Thế lại một cái nón. Rồi chúng ta xem cái nón này có gì đây. Phòng thủ chính xác hiệu ứng. Lại một cái tiềm năng nữa mọi người. Phòng thủ chính xác hiệu ứng là cái mình cần ha. Cũng ngon. Một cái áo. Mình quên mất áo dòng kiểu nào rồi. À, áo kiểu này hả. Ok. Để cho cái crit rate crit dam nè mọi người. Ok, vậy cho HP. Ok, chịu. Lại một cái nón. Không biết cái gì ta. Cái này thì không cần cho lắm nha. Cho nên thôi, thì bỏ ha mọi người. Giờ thì chúng ta có một cái nón ha. Cái nón kia đó một crit là mình mừng nè. Ê, cái này cũng được. Dòng thứ tư mà tỷ lệ là ngon nha. Hưng đã ăn xong mọi người. Hưng liệu Hưng có tặng cho chúng ta một cái nón, một cái áo tỷ lệ sát thương không? Thử coi. Hưng tặng cho tôi là cái nón HP. Ừ. Để xem nè. Một cái mũ. Cái mũ này bỏ qua. Ok, chúng ta có một cái tay. Vô. Chúng ta có một cái tay. Rồi. Được. Anh nhìn nhận nó là sư bảo nha. Ừ, nhưng mà vậy cũng được. Cái này được, đúng không? Cái này được. Ok, lại một đôi chân. Đôi giày này có tóc không? Tóc sát thương bạo. Tóc. Ok. Ủa, nhưng mà nhà lưỡi hành với lại gây bạc cần tóc không? Có chứ. Có hả? Vậy thôi. Lại giày. Lại giày. Không ngon lắm. Gì? Lại một cái lại một cái mũ mà. Và cái mũ này nó không được nhỉ. Tôi thấy cái mũ này không được. Không được. Thì tới cái áo. Chính xác hiệu ứng. Hay này. Lại cái nón. Lại cái nón. Ok, bỏ. Ok, cái nón kìa. Chúng ta có gì đây? Lại một cái mũ lượng tử. Sát thương bảo kích. Lần này lại giữ được. Một cái găng tay. Bắt đầu ngon rồi đấy. Bắt đầu dấu hiệu rồi nha. Lại cái nón. Nhiều hôm nay nhiều cái này thế nha. Ok. Lại mũ tới bao giờ?
Ủ tới bao giờ? Giờ lại dày. Dày HP, ok. Đi. Dạ xong rồi đó mọi người. Rồi, thì đầu tiên chúng ta có đủ bộ 4 rồi đó, nhưng mà bộ 4 này hơi cúp đi. Chúng ta có cái này, có phòng. Ý nó là ve, nó cũng được, nó cũng được. Thử nâng đi ha. Nó có kháng hiệu, nó có tỷ lệ bạo. Cái vậy thôi, nâng cái này lên cộng, nãy mình chưa nâng cái này lên 15 rồi, nâng 15 lên trước đi ha mọi người. Có tỷ là 13 trước đi. Cái gì? Sao lại là tỷ lệ? Why? Với lại giờ mình mới đầu game nữa cho nên là mình nghĩ mình sẽ nâng lên 12 trước đi ha. Mấy con mà DPS thì nó nâng lên 13 tới 15. Tại vì cơ bản là chúng ta cần tài nguyên để cần food á. Yeah. Gì đây? Ok, chịu. Nhưng mà thôi kệ, có đủ set 4 xài cho nhà lữ hành cũng nhà khai phá cũng vui rồi. Giờ chúng ta thử coi con nhà lữ hành là ai ấy. Rồi. Tức là cái gì? Chúng ta lên 12 nha. Cái gì đây? Tấn công. Ok, cái này nó cũng cơ bản là cái này lên để lấy tốc độ ha, cho nên cũng không cần thiết lắm, cho nên là cũng được. Nói chung mà từ nãy tới giờ là mình im lặng do mình cạn lời các bạn, chứ mình không nói. Cho tới lượt chúng ta phút lại, bỏ cái này vô để coi có cái gì. Ok. Chính xác hiệu ứng, vô. Thật ra vô. Chính xác hiệu ứng của đâu? Kệ nó vô một lần phòng ngự cũng được, nó vô phòng ngự cũng được, cũng trâu hơn. Cái này mọi người, cái này có sát thương bạo kích ha, và Hanabi cần sát thương bạo kích cho nên mình sẽ nâng thử. Thử coi được. Này nâng tạm thời thôi nha chứ. Nâng tạm thời. Do là Hanabi là một con cực kỳ cần tốc độ và sát thương bạo. Nó không vô sát thương bạo đó. Và nó không vô sát thương bạo. Ok, chịu. Nó cộng chín. Chín hả? Chín đúng không? Chín cộng chín. Game này là 3, 6, 9, 12, 15 rồi. Quên. Rồi, 9 nè. Sát thương. À không luôn, rồi chịu. Để tạm. Chứ chịu á. Hết nói luôn. Có cái này chính xác hiệu ứng nè mọi người. Bỏ. Cái đó cho main. Nhưng mà main có cái kia. Ý nói là cái này cho game bạc. Đúng không? Cho game bạc cũng được. Hay này. Rồi cái dòng tính kích phá là sao ấy? Phòng ngự nè. Ngự. Rồi sao là tấn công với phòng thủ tên đâu? Đau khổ. Em ngự này. Rồi tại sao lại tí lại? chịu. Chứ là đi hết đám support rồi đó. Kết quả là nhà lữ hành thì đã đủ 4 set rồi, nhưng mà set xài đỡ. Cái bạc thì có cái này cũng xài đỡ đi ha, nhưng mà có một cái với lại có cái giáp mới được đó, có đồ xài đỡ set 2. Cái bạc thì có set 2 ha. Giờ chúng ta tới carry của chúng ta, chị yêu dấu đầu tiên là tay mình, có hai cái tay có khả năng đó. Cái nè, thử coi cái này nó có vô tỷ lệ sát thương. Lúc giờ thì vô phòng ngự. Hay này. Rồi. Hay. 10 điểm. Rồi lên 10 thử nha mọi người. Tỷ lệ bảo hết đi. Hay nè, dục nè. Rồi lại cần kháng hiệu ứng chi vậy? Dục mày. Trời ơi là trời. Dục này. Mũ chúng ta có thật ra mũ chúng ta có hai cái cũng được. Nên thử cái nào, nâng hai cái lên 3 trước. Tấn công flash này. Rồi cái này thì sao? HP phần trăm này. Hay này. Rồi còn cái còn lại nó 4 vòng sẵn này, có tấn công nữa. Thử ha mọi người, thử luôn. Thử. Rồi ngồi in lên 12 đi. Đi lệ bảo. Thì cũng được một lần tí lệ bạo thì nó cũng được đi ha mọi người. Rồi
Là cái giày. Mình tin là các bạn cũng thở dài giống mình. Cái giày. Ê. Tiếp đi. Có đi về đâu? Tiếp đi, anh thấy cuộc đời tươi sáng lắm. Đi lại. Đó. Tiếp. Thừa thắng xong luôn. Rồi giờ tỷ lệ nè, tỷ lệ. Ok, 8% cũng được. Đỡ hơn cái này. Nha mọi người. Rồi có đồ. Đó. Ba rồi, ba chín. Nó positive hơn chút rồi. Ừ. Cái này nó cũng có một lần nè. Rồi giờ tới hai cái mũ. Liệu có hai cái mũ nào đó? À cái này tỷ lệ bảo hai lần nha, ít chứ nó phải vô hai lần thì nó mới suy nghĩ được. Ok, cái này rất là chịu và rất thiệt. Hay các bạn đoán xem cái tiếp theo sẽ vô cái gì. Mình đoán tấn công sát thương. À không, hai bên sai hết tiếp ạ. Ok, đó là hai lần rồi. Ok, thì cơ bản là được cái chiên chơi đủ bộ 4 thôi á. Tỷ lệ 59.7, sát thương 77 cũng được. Hanabi thì cũng Hanabi bộ 2. Hơi cút bi âm tí. Đó, giờ cho thử cho Hanabi bộ 4 coi được không. Ok. Không, Hanabi chưa đủ bộ 4, mới bộ 3 thôi. Ok. Còn chưa có cái áo sát thương bảo kích nữa các bạn ạ. À. Đó thì 32.703 được cái tốc độ cũng 124 ha. Tại vì mình vấn đề duy nhất là mình chưa có nâng cái này cái giày này lên mắt 15. À nói chung cũng được. Nhưng mà cơ bản là cái này nói thiệt nha, là mình cực kỳ hên mình mới được cái đống này á, chứ mình mà không hên thì mình cũng không có được đâu. Cho nên là thực sự mình thấy là farm nhựa mà ở level 40 thì nó không có xịn lắm ha. Mọi người nên lưu ý.